mẹ đưa con gái lớn đến tận nơi nói đạo lý với cha và tình nhân. Dạ, con. Con mình lớn rồi, già rồi, thôi về sống với vợ mình đi, sau này lớn con cái nương nó lo, con để nó lo cha. Con để giờ con mở miệng con nói con lo cha, con giận đi cha, con giận mua quần áo cho cha, con nói Tết này con giận mua quần áo cho tiền cha mà tại sao cha đi ra cha đâu quan tâm gia đình cha, nếu con buồn cái nào con nói không? Con nói thiệt nha, từ bây giờ cha quyết định sống với bà Tám thì cha về bản cho gom đồ cha đi qua đây chở lắm luôn. Còn không thì con đẻ con đủ cha nguyện ra ngoài luôn. Còn nếu như mà con ra đường cha quay trở về cho sống với mẹ, con phải cho qua đường sống thăm con, bỏ tiền cái thuê người quýnh cha đừng nói tại sao của cháu quá. Con có không bao giờ đưa lời khuyên lời với cha đó đâu. Tại vì con thương cha, từ nhỏ lớn cha thương con, nhiều lúc con đi ra đường có tuổi thân lắm, con thấy con người ta với cha với mẹ hạnh phúc gia đình của con sao. Vâng, như vậy là một bà mẹ đã đưa con gái lớn của mình có lẽ đang đi làm rồi đến tận nơi để nói chuyện đạo lý với lại cha và tình nhân. Và đây là cô tình nhân đang ngồi một góc tường đang suy nghĩ về cuộc đời, không biết là cô đang nghĩ gì. Và nhưng mà có tuổi rồi mà vẫn còn thế này thì tôi không rõ là như nào. Con gái lớn tướng lấy chồng rồi mà vẫn đi ngoại tình thế này thì không hợp lý một tí nào. Bây giờ kể từ đây chở lên không cho về nhà, nói thẳng nha.